Long Vương trở lại, giang thần. Chương 296, tất cả đều thua. Hàn Kim Minh rất ngông cuồng. Lần này chẳng những muốn khiêu chiến với top 100 của Đại hội Trung y, thậm chí còn khiêu chiến với khán giả cả nước. Một mình ông ta khiêu chiến với tất cả những người hành nghề Đông y của nước Trung Quốc. Quá cuồng vọng rồi. Ai đi ngăn cái lão chết tiệt này lại đi. Đợi đại ca xuất hiện, xem lão chết tiệt này bị vả mặt. Trên mạng toàn tiếng mắng chửi. Tôi đến chơi với ông. Dưới sân khấu, một ông già đi lên. Ông ấy là bác sĩ tỏa trấn một phòng khám y tế trên phố Y. Tuổi tác cũng đã hơn 70 rồi, mười mấy tuổi đã bắt đầu học đông y, hành nghề y cũng đã hơn 50 năm. Theo quan điểm truyền thống của ông ấy, y học cổ truyền của Trung Quốc đã được truyền từ hàng ngàn năm nay, uyên bác khôn cùng, không cho phép kẻ ngoài làm ô uế nó. Ông ấy lên sân khấu. Ông ấy giỏi nhất xoa bóp huyệt đạo, dựa vào kỹ thuật xoa bóp, nổi danh đường y. Trận thi đấu đầu tiên bắt đầu. Dưới con mắt dõi theo của khán giả cả nước, vị bác sĩ Đông y già đã có màn so tài với Hàn Kim Minh. Thế nhưng, kết quả lại là vị bác sĩ Đông y già ấy thua hoàn toàn. Có trận đầu tiên thì sẽ có trận thứ hai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khoảng thời gian sau đó liên tục có người lên sân khiêu chiến, nhưng tất cả đều thất bại. Dù là trên phương diện nào thì Hàn Kim Minh cũng vô cùng xuất sắc. Nhìn, nghe, hỏi, cắt, châm cứu, bấm huyệt, nghiên cứu về thuốc đều khiến các bác sĩ trong phố y choáng ngợp, đều bóp chẹt được y thuật cả trăm người. Giờ đã là 2 giờ trưa. Mọi người đều chưa ai dùng bữa. Bọn họ đang đợi, đợi người có thể đánh bại Kim Hàn Minh xuất hiện. Nhưng mà Kim Hàn Minh đói rồi. Sau khi thắng thêm một đối thủ nữa, ông ta cất cao giọng nói, đói rồi. Đi ăn cơm trước đã, ăn xong lại đến, tôi nói lời giữ lời, trước 12 giờ đêm nay, bất kỳ ai đến khiêu chiến tôi đều được. Nói xong, ông ta rời đi dưới ánh mắt của vô số người. Khán giả cũng dần dần giải tán. Giang Thần cùng Đường Sở Sở cũng đồng thời rời đi. Nội thành, một phòng bao của nhà hàng. Đường Sở Sở ngồi đối diện với Giang Thần. Đường Sở Sở thấy Giang Thần mải ngắm mình, cô cũng hơi ngại, khẽ vén lại tóc, vẻ mặt tỏ ra ngượng ngùng. Giang thần buồn bực. Sao lúc đường sở sở ở cùng anh lại không tỏ ra như vậy, giờ ở cùng một con người khác của anh lại lộ vẻ ngượng ngùng. Sở sở. Hả? Đường sở sở kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Giang thần. Cô ngắm nhìn gương mặt anh Tuấn kia, cô bị gương mặt đó hấp dẫn rồi. Nếu như có thể gả cho anh, sáng nào dậy khỏi giường cũng có thể thấy gương mặt đó thì tốt biết bao. Trong lòng cô thầm nghĩ. Nghĩ đến những thứ này, cô không khỏi đỏ mặt. Em, em sao vậy? Sao mặt em đỏ vậy? Không, không có, có đâu." Đường Sở Sở cuống quýt cúi đầu, hỏi cậu, "Cậu muốn nói gì?" Giang Thần thản nhiên nói, "Thật ra Giang Thần, chồng em là một người tốt, cậu ấy bị oan." Nghe vậy, sắc mặt Đường Sở Sở trầm xuống, nói cậu Giang, "Cậu đừng nói chuyện thay anh ấy nữa, anh ta làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này, khiến tôi thất vọng đến tột cùng rồi." Đường Sở Sở cũng biết một chút kỹ xảo yêu đương trước mặt người trong lòng tuyệt đối không được nhắc đến bạn trai hay chồng cũ phải hạ thấp đả kích nếu anh anh ấy mà tốt được bằng một phần trăm của cậu giang tôi cũng không cần lo nghĩ như vậy bỏ đi không nói nữa cậu giang rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở ngoài ô thiên sơn sao lại có tin tử truyền về mà cậu lại không sao cả những chuyện này giang thần không muốn nhắc lại anh nhìn đường sở sở còn muốn nói đỡ hộ bản thân nhưng tựa hồ đường sở sở đã nhận định anh là tên khốn không bằng loài cầm thú ice anh thở dài một hơi cậu giang sao vậy sao lại thở dài không không sao ăn cơm thôi giang thần không nói gì cầm đũa lên ăn anh vùi đầu ăn như ma đói hình tượng này với kiểu cách ăn mặc của anh chẳng hợp nhau chút nào thấy anh ăn ngon đến vậy đường sở sở không khỏi nhớ đến ông chồng giang thần của mình hai người ăn ngon miệng nhìn hệt nhau vậy chẳng lẽ lính nam hoang đều ăn như vậy đường sở sở nghi ngờ trong lòng nhưng cô cũng không hỏi nhiều, cầm đũa lên, lẳng lặng ăn. Cơm nước xong xuôi, hai người lại quay lại nhà chính đại hội phố y. Hai người đi ăn rồi quay lại cũng mất hơn tiếng đồng hồ. Nhưng đến khi hai người quay lại, người của sân đều đã quay lại, bọn họ không có tâm trạng ăn cơm, ăn tạm ít mì xong quay lại. Mà một số kẻ có thực lực thậm chí đến cơm cũng chẳng buồn ăn, cùng nhau ngồi xuống thảo luận hơn tiếng đồng hồ. Nhưng dù đã bàn cả tiếng đồng hồ cũng không bàn ra được cách Đối diện với người có ý thuật cao siêu như Hàn Kim Minh, bọn họ cũng không có cách nào cả. Buổi chiều, tiếp tục khiêu chiến. Bác sĩ Đông y top 100 đều lên khiêu chiến nhưng cũng đều thất bại bị đè bẹp. Dần dần những bác sĩ khác cũng không lên sân khấu đánh mất thể diện nữa. Sao hả, không còn ai nữa sao? Không còn ai lên sân khiêu chiến nữa, có phải có thể tuyên bố Trung y là phân nhánh của Hàn y rồi không? Có phải hiệp hội Trung y nên đổi thành hiệp hội Hàn y rồi không? tiếng hàn kim minh vang vọng hai mc cũng không nói gì nhiều bọn họ rất buồn bực tức giận trong lòng lại tìm không thấy nơi trút giận còn ai không gương mặt tươi cười của khai hiểu đồng mang theo sự không cam lòng nhìn những bác sĩ lão làng đức cao vọng trọng ngồi phía trước không nhịn được hỏi các vị tiền bối cứ vậy nhận thua sao thần y phương ông vẫn còn một cơ hội lên đài khiêu chiến lần nữa thì sao phải đấy mao khang cũng mở lời tất cả các máy quay đều quay lại dừng lại trên người phương vĩnh cát gương mặt già nua của phương vĩnh cát tỏ vẻ bất đắc dĩ sáng ông cũng đã đấu với hàn kim minh một lần rồi sau đó lại xem ông ta so tài bao lần ông cũng hiểu được phần nào y thuật của hàn kim minh thành tựu về trung y của ông không bằng hàn kim minh dù cho có đấu cả trăm lần nữa kết quả cũng đều vậy thần y phương ông nói gì đi ông phương à giờ chỉ dựa vào ông thôi Buổi sáng chắc chắn là ông chưa phát huy hết. Đấu lại đi. Thần y phương, ông là thần y, ông bảo vệ cái danh thần y này cũng 20 năm rồi đấy. Không ít người đều mở miệng. Phương Vĩnh Cát là hy vọng cuối cùng. Phương Vĩnh Cát khẽ lắc đầu, nói, vô dụng thôi, thành tựu về y thuật của tôi không bằng ông ấy, ông ấy thật sự là giỏi hơn tôi, có so tài thêm trăm lần đi nữa tôi cũng không thắng nổi ông ấy. Nghe vậy, mọi người thất vọng. Mà Hàn Kim Minh trên sân khấu mỉm cười, bác sĩ Phương, ông nhận thua rồi, này không phải ý nghĩa lắm à, ông thừa nhận Trung Y xuất phát từ Hàn Y rồi à, có phải nên giải tán hiệp hội Trung Y rồi không, hay là đổi thành hiệp hội Hàn Y? Nhìn sắc mặt Hàn Kim Minh, mọi người đều cảm thấy chán ghét. Nếu bây giờ không phải là nơi công cộng, vật chắc chắn có người người xông lên sân khấu đánh cho lão chết tiệt này một trận. Phương Vĩnh cắt nước nhìn Hàn Kim Minh, đáp thành tựu y thuật của ông giỏi hơn tôi, nhưng không thể chứng minh được, trung y xuất phát từ Hàn y. Ông già họ Phương kia, ông đây là có ý gì? Sáng đã nói rõ, không thể đánh bại được tôi thì ông phải thừa nhận, giờ đổi ý rồi à? Sắc mặt Hàn Kim Minh trầm xuống. Ông ta nhìn các phóng viên truyền thông, nhìn vào máy ảnh, nói to, hỡi nhân dân Trung Hoa, trung y chẳng ra gì, trung y xuất phát từ Hàn y, nhưng tí gia lông của Hàn y cũng không học được, mà Phương Vĩnh cát biết được tí gia lông đã cuồng vọng tự xưng là thần y. Đến khám bệnh tại nhà phí còn đến trăm vạn, thậm chí còn cao hơn nhiều, giá cao như vậy người thường có thể khám được sao? Tôn chỉ cả Hàn y là cứu người chữa thương, sau này hiệp hội y tế quốc gia của Cao Ly tôi sẽ đến đường y ở Giang Trung, xây dựng một bệnh viện, tôi lấy danh nghĩa hội trưởng hiệp hội y tế nước tôi hứa, chúng tôi không tính phí đăng ký đắt đỏ, mọi người đều có thể đến thăm khám. Hơn nữa, thuốc của chúng tôi nói chung rẻ hơn 30% so với thuốc của các cửa hàng y tế lớn trên phố y. Hàn Kim Minh không ngừng nói. Tuy rằng người được lợi là dân Trung Quốc, nhưng dân Trung đều chán ghét ông ta. Giang thần thấy cũng hòm hòm rồi thì nói với đường sở sở, sở sở, em nên ra tay rồi. chương 297, để ông tâm phục khẩu phục. Em á, đường sở sở hơi sướng sở, chợt khẽ lắc đầu. Em, em không được, nhiều bác sĩ đều thua như vậy rồi, em không biết chút y học nào, sao em được cơ chứ? đường sở sở không có chút tự tin nào. Tuy rằng cô nhìn không quen loại tự cao tự đại như Hàn Kim Minh, nhưng cô thực sự có lòng mà không có sức. Giang thần vừa cười vừa nói, tôi nói được là được, yên tâm đi, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cô. Nghe vậy, đường sở sở bừng tỉnh ngộ. Đây là Hắc Long đấy. Nghe đồn thực lực của Hắc Long đứng đầu cả nước, y thuật 102 thiên hạ. Thế nhưng y thuật của anh giỏi giang tới cỡ nào lại không có một ai biết. Phải rồi, cô mở miệng đáp. Nghe đồn y thuật của anh rất giỏi, sao lại có lời đồn như vậy? Giang Thần khẽ nở nụ cười. Nói đến lưu truyền về y thuật của anh thì phải nói từ mấy năm trước. Lúc đó anh còn chưa được phong soái. Bắc Kinh có một nhân vật lớn mắc bệnh nặng, chỉ còn hấp hối. Anh ra tay cứu nhân vật lớn này, vì vậy danh tiếng của anh cứ như vậy truyền ra. Lúc ban đầu chỉ truyền trong giới thượng lưu. Sau khi anh phong soái, thực lực đứng đầu thiên hạ, y thuật có một không hai cả nước đây cũng trở thành thương hiệu của anh, anh cũng chẳng giải thích. lên đi, em, em sợ, đường sở sở có phần sợ hãi. trên sân khấu, Hàn Kim Minh còn đang sổ một tràng. người dân Trung Quốc chỉ cần mọi người thừa nhận Hàn Y, cùng tôi cố gắng nêu cao Hàn Y, trở thành người theo đuổi Hàn Y, thì sau này sẽ thu được rất nhiều lợi ích, khám bệnh không cần tiền, dùng thuốc giá rẻ nhất, tốt nhất. câu này Giang Thần cũng nghe không trôi nữa. Anh kéo tay Đường Sở Sở đi về phía sân khấu. "Đợi đã, còn chưa lên sân khấu." Giọng đã truyền đến. Vô số máy quay đều quay máy về nơi phát ra âm thanh. Một người đàn ông điển trai, tuấn tú mặc vest trắng kéo một cô gái xinh đẹp vô cùng khí chất đi đến. Dưới ánh mắt dõi theo của vô số người, cả hai từ từ bước lên sân khấu. Hàn Kim Minh thấy Giang Thần cùng Đường Sở Sở, không khỏi nhíu mày, nói: "Sao hả, lẽ nào cậu muốn khiêu chiến tôi?" Giang thần buông tay đường sở sở, cười nói tôi chỉ là trợ lý, tôi nào có tư cách khiêu chiến với ông Hàn, người khiêu chiến với ông Hàn là đường sở sở, đường sở sở mới là bác sĩ giỏi nhất cả nước, cô ấy mới là người nắm chọn trung y, không phải người ông có thể so sánh. Nghe vậy, không ít người kinh ngạc. Đường sở sở, người đã từng là trò cười của cả Giang Trung này giờ đã là người đẹp đứng đầu Giang Trung, cô chỉ được cái vỏ ngoài, cô nào biết y thuật. Nhưng sau khi thoáng sững sờ, Ánh mắt của mọi người lại đặt trên người Giang Thần. Trận đấu đầu lúc sớm là Giang Thần ra tay, anh thể hiện thực lực đáng sợ, mà có dân mạng bới móc ra thân phận của Giang Thần, anh là Hắc Long, là chiến thần bảo vệ nước Trung Quốc. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Tất cả mọi người đều biết, Hắc Long đã chết rồi. Anh không thể nào là Hắc Long được. Nếu như là Hắc Long thì có thể dễ dàng đánh bại Hàn Kim Minh rồi. Nhưng dù có phải hay không thì y thuật mà Giang Thần thể hiện cũng rất đáng gờm, có lẽ thật phân cao thấp có thể cùng Hàn Kim Minh. Niềm hy vọng được nhen nhóm trong lòng tất cả những người thất vọng. Cô ta. Hàn Kim Minh liếc Đường Sở Sở một cái, trên gương mặt già nua tỏ vẻ khinh thường. Đường Sở Sở có chút hồi hộp, lòng bàn tay toàn mồ hôi, nếu như không phải có Giang Thần ở đây, đánh chết cô cũng không lên sân khấu đánh mất mặt mũi. MC Khai Hiểu đồng thấy hy vọng nhanh chóng tiến đến trước giang thần mặt mày đầy vẻ tôn kính cậu giang anh so tài cùng ông hàn hay là đường sở sở đấu với ông hàn giang thần vừa cười vừa nói chỉ dựa vào ông ta còn chưa xứng để sở sở ra tay chỉ có đánh bại tôi rồi mới có thể đấu với sở sở tôi so tài với ông ta chút đã được hàn kim minh lớn tiếng hô lên nếu cậu đã không phục vậy tôi sẽ quang minh chính đại thắng cậu xem các người còn nói gì được nữa cậu muốn so gì nào Giang thần không đếm xỉa nói, ông am hiểu gì, thì so cái ấy. Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng. Y thuật của Hàn Kim Minh mọi người đều đã quá rõ, dù là lĩnh vực nào thì ông ta cũng đều rất mạnh. Bây giờ Giang thần lại cuồng vọng đến vậy, muốn đấu cái Hàn Kim Minh am hiểu. Gì mà Hàn Y, thật chẳng ra cái mẹ gì, Trung Y chân chính nguyên thâm không thôi, tôi mới nắm được có một tí da lông thôi. Nếu ông đã nói Trung Y là chính thống của Hàn Y, vậy chắc chắn ông nắm được y thuật chính thống vậy thì sau so cái ông am hiểu đi tôi muốn ông tâm phục khẩu phục để ông biết được cái gì là trung y chân chính giang thần vừa nói những lời này tất cả đều sụp sôi tiếng vỗ tay tiếng ủng hộ không ngừng được lắm tôi đường đường là trung quốc có tỷ ba con dân người biết y thuật nhiều không xuể há lại sợ hãi trước một nơi nhỏ bé như cao ly chiến thần dương cao uy nước nhà biên quan có chiến thần bảo vệ Trung y cũng có chiến thần giữ gìn, tiếng ủng hộ không ngừng. Dù cho giang thần là Hắc Long, lời đồn này cũng không có ai chứng thực. Nhưng giờ phút này, không ít người có ở đây đều cảm thấy tên con trai mà thoa ra phấn giang thần đang đứng trên sân khấu này chính là chiến thần, chính là Hắc Long. Bởi lẽ khắp cả nước trừ Hắc Long ra còn ai có được sự bá đạo như vậy nữa? Lời của giang thần, tiếng ủng hộ của mọi người làm hàm kinh minh kinh hãi ánh mắt ông ta dừng trên người Giang Thành, muốn nhìn xuyên thấu anh. Tên nhóc này lẽ nào là Hắc Long trong lời đồn? Trong lòng của ông ta cũng dấy lên nghi hoặc. Nếu so về y thuật thì không ai sánh bằng ông ta, ông ta không sợ ai hết chỉ sợ mình Hắc Long. Bởi vì ông ta biết nguyên nhân Hắc Long nổi tiếng. Lần đó Hắc Long ra tay, sử dụng biết bao tuyệt học thất truyền, những tuyệt học đó có rất nhiều cái ông ta chỉ nghe qua mà chưa từng được thấy. Để kế hoạch diễn ra suôn sẻ, họ đã tìm mọi cách để ngăn cản giang thần trận đấu y thuật này thế nhưng nghĩ đến hắc long thật sự đã bị nhốt ở đồn cảnh sát rồi ông ta thở phào một hơi trong lòng ông ta vẫn không yên nhìn hồng lãng bên cạnh nhỏ giọng nói hắc long thật còn ở phòng giam không hồng lãng lấy điện thoại mở video đáp còn ạ à, đây là bên phía đồn cảnh sát gửi đến đồn cảnh sát lại hỏi giang thần ông xem đây không là giang thần thì là ai thấy video hàn kim minh rốt cuộc cũng thở phào ông hàn sao không nói gì vậy ông hàn ông sợ à hai mc thấy hàn kim minh mãi không nói gì không khỏi hỏi do được hàn kim minh nở nụ cười tôi sợ gì chứ tôi có gì mà phải sợ nếu tên này đã nhận là y thuật hơn người vậy tôi sẽ dùng hàn y chính thống đánh bại cậu ta để tên này biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân để cậu ta biết cái gì mới là y thuật chân chính Giang thần vẻ mặt thong dong hỏi, nói đi, thi gì nào, chỉ cần ông ra đề, tôi đều có thể ứng chiến, để ông thật lòng tin phục, trận đấu của chúng ta không giới hạn một trận, sau khi thua ông có thể thay đổi nội dung thi đấu, đấu với tôi tiếp. Giang thần vô cùng tự tin. Một hàn kim minh, anh thật sự là không để trong mắt. Y thuật của anh không thể nói là đứng đầu từ cổ trí kim, nhưng ít nhất ở thời đại này, không ai là đối thủ của anh. Giang thần cuồng vọng đến thế, Hàn Kim Minh cũng bắt đầu cẩn thận, ngẫm nghĩ vài giây, đáp nếu đã tự tin đến vậy, vậy chúng ta thi phân biệt thuốc trước đi, quy tắc rất đơn giản, chọn ra một ngàn loại từ trong một trăm ngàn loại thuốc, trộn lẫn chúng lại với nhau, bịt mắt lại, trong 10 giây, ai đoán được nhiều loại hơn, người đó thắng, thế nào? Được, Giang Thần không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. chương 298, Áp Đảo Để các người tâm phục khẩu phục, hoàn toàn chấp nhận sự thật y học cổ truyền Trung Quốc bắt nguồn và là một nhánh của y học cổ truyền Hàn Quốc, chúng tôi sẽ để Bách Thảo Đường đứng ra chọn dược liệu. Hàn Kim Minh vô cùng tự tin. Phương Vĩnh Cát biết đây là cơ hội cuối cùng cho y học cổ truyền Trung Quốc. Nếu Giang Thần bị đánh bại thì y học Trung Quốc nhất định sẽ bị chế giễu. Và kể từ nay, thế giới sẽ chỉ biết đến y học Hàn Quốc chứ không còn biết y học Trung Quốc là gì nữa. Vì vậy, ông ta đã tự mình đi chọn dược liệu. Tổng cộng có hơn 1.000 loại dược liệu, tất cả đều sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Hơn nữa loại dược liệu hai người cần dùng cũng khác nhau. Rất nhanh sau đó, hai chiếc hộp lớn đã được mang lên sân khấu. Hộp được đóng kín, chỉ có một lỗ mở ở phía trên. Cái lỗ ấy không quá to, chỉ đủ để thò một tay vào trong. Phương Vĩnh Cát nhìn Giang Thần và Hàn Kim Minh, nói bây giờ sẽ tiến hành chọn ngẫu nhiên. Dược liệu trong hai hộp là khác nhau, hai người chọn đi giang thần liếc nhìn hàn kim minh để ông ta chọn trước hàn kim minh tiện tay chỉ vào một chiếc hộp sau khi chọn xong nhân viên lập tức tiến đến mở hộp ra ngay sau đó các dụng cụ cần dùng khác cũng được chuẩn bị sẵn sàng ban giấy bút bịt mắt hai người lần lượt đứng trước hai chiếc hộp cả hai đều phải đeo đồ bịt mắt đứng bên cạnh hai người là rất nhiều trợ lý Mục đích những người này ở đây là để khi Giang Thần và Hàn Kim Minh xác định được dược liệu, viết đáp án xong thì họ sẽ niêm phong cả dược liệu và đáp án lại hòng kiểm định đúng sai sau đó. Người dẫn chương trình khai hiểu đông đứng giữa hỏi, hai vị đã sẵn sàng chưa? Giang Thần và Hàn Kim Minh đồng thanh, đã sẵn sàng. Nghe hiệu lệnh của tôi, 3, 2, 1, bắt đầu tính giờ. Cuộc so tài bắt đầu, màn hình LCD phía sau sân khấu hiển thị 10 phút đếm ngược. Vừa bắt đầu, Hàn Kim Minh đã thò tay vào hộp lấy ra một loại dược liệu rồi đưa lên mũi người, sau đó để sang một bên, cầm giấy bút nhanh chóng viết đáp án. Sau khi viết xong, ông ta tiếp tục lấy ra loại dược liệu thứ hai. Nhân viên ở bên cạnh cũng nhanh chóng niêm phong dược liệu và đáp án lại. Xung quanh sân khấu đều có camera. Camera có tính năng quay 360 độ không góc chết nên hoàn toàn không có cơ hội để gian lận. Hàn Kim Minh đã viết ra được vài loại dược liệu, nhưng Giang Thần lại vẫn chưa hề động đậy. Mọi người đều bắt đầu lo lắng. Nhanh lên! Cậu còn ngơ ngẩn cái gì vậy? Nhanh lên tí đi được không? Rất nhiều người ở đó thầm lo lắng cho Giang Thần. Trước TV, không ít khán giả cũng đang hồi hộp. Nhất định không được thua. Nếu lần này thua thì thật sự là mất hết sạch mặt mũi luôn. Dưới sự chú ý đổ dồn của mọi người, Giang Thần thò tay vào trong hộp bốc lên một nắm dược liệu. Gì thế này? chứng kiến cảnh này, nhiều người không khỏi kinh ngạc. Cậu ta đang làm cái gì vậy, tự dưng bốc cả nắm lên là sao? Giang thần đưa nắm dược liệu ấy đến trước mũi khẽ ngửi. Sau đó anh đặt chúng sang một bên rồi viết nhanh tên của dược liệu ra giấy. Một lượt viết hẳn hơn 10 loại. Nhân viên đứng cạnh hơi sững người, sau đó cầm hết mười mấy loại dược liệu ấy cùng đáp án đi niêm phong lại. Giang thần đã suy xét kỹ. Hàn Kim Minh không phải một tên lang băm, Ông ta là người có thực tài, nếu muốn đấu bằng cách thông thường, tức là so tốc độ tay thì ai nhanh hơn là có thể thắng. Nhưng anh muốn thắng một cách áp đảo, thế nên anh bèn bốc từng nắm một. Viết đáp án xong, anh lại bốc một nắm dược liệu nữa lên. Lần này anh bốc nhiều hơn, một nắm hẳn trên 30 loại. Anh ngửi đi ngửi lại nắm dược liệu ấy, 10 giây sau lập tức nhanh chóng viết đáp án ra. Cảnh này đã được quay lại một cách sắc nét. Người xem sốc toàn tập. Cậu, cậu ta viết bừa hay phân biệt được thật thế. Bốc cả nắm to thế mà cũng phân biệt được thì đúng là bá thật. Nhiều người kêu lên kinh ngạc. Nói người thường chỉ biết xem náo nhiệt, người trong nghề thì nhìn bản chất cấm có sai. Tại nơi so tài có rất nhiều thầy thuốc Đông y, họ tiếp xúc với dược liệu quanh năm nên biết có cực nhiều vị thuốc bắc, cộng vào cũng phải đến hàng triệu loại, có thể nói mọi loại cây đều làm thuốc được. Mỗi một loại dược liệu đều có dược tính khác nhau, mùi vị cũng khác nhau một số loại có mùi rất nhạt, một số loại lại chẳng có mùi gì cả. Ôi thôi, tiêu rồi. Làm bừa bãi như vậy thì còn cơ hội thắng nào cho chúng ta đây? Không ít bác sĩ đồng y lắc đầu thở dài. Theo bọn họ thấy thì Giang Thần chỉ đang làm bừa, cuộc so tài lần này Giang Thần thua chắc rồi. Sau ngày hôm nay, y học cổ truyền Trung Quốc sẽ phải đổi tên. Mặc dù chẳng ai muốn vậy cả, nhưng thua rồi thì biết làm sao được. Cuộc thi vẫn đang tiếp tục. Hàn Kim Minh rất nhanh, sau khi lấy ra một loại dược liệu, chỉ cần mất vài giây là ông ta đã có thể phân biệt được đó là loại nào. Khi gặp loại dược liệu có mùi rất nhạt, hoặc thậm chí không có mùi, ông ta không phân biệt được đó là loại nào thì sẽ lập tức bỏ sang một bên rồi đi lấy cây khác. Rất nhiều người đang dõi theo tình hình trên sân khấu. Hai người dẫn chương trình đang rất chi là lo lắng. Đường sở sở cũng căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mười phút nhanh chóng trôi qua hết giờ khi người dẫn chương trình mao khang nói vậy giang thần và hàn kim minh đều dừng lại hai người cởi đồ bịt mắt xuống hàn kim minh liếc mắt nhìn giang thần đứng đối diện khóe miệng nhếch lên một nụ cười tràn đầy tự tin bây giờ xin mời trọng tài lên sân khấu để kiểm định kết quả trận đấu của hai người theo lời của người dẫn chương trình không ít thầy thuốc đông y già đã hành nghề hàng chục năm bước lên trên sân khấu họ tiến hành kiểm định kết quả hàn kim minh trước rất nhanh đã xong. Trong vòng 10 phút, Hàn Kim Minh đã đưa ra được đáp án của 78 loại dược liệu và tất cả đều đúng. Tiếp đó là thời gian kiểm định kết quả của Giang Thần. Giám khảo mở niêm phong đáp án đầu tiên của Giang Thần trước, nhìn thấy có hơn chục loại dược liệu trong đó thì đều nhíu mày. Tất cả bọn họ đều nghĩ Giang Thần thua chắc. Tuy nhiên vẫn phải đi hết trình tự, thế nên họ vẫn mở ra xem câu trả lời. Kiểm định từng loại một, những cái tên dược liệu mà Giang Thần viết ra, tất cả đều đúng. Đây, ban giám khảo há hốc mồm. Cậu ta bốc một nắm dược liệu lên, sau đó phân biệt được hết tất cả trong khi bị bịt mắt. Đến cả người hành nghề hàng chục năm như bọn họ mà đi bốc cả nắm dược liệu như vậy thì cũng phải tách từng loại ra để phân biệt. Mà Giang Thần, bọn họ hít ngược một hơi khí lạnh. Bá, quá là bá. Hàn Kim Minh cũng bất giác bước tới nhìn thấy hơn chục loại dược liệu trộn lẫn với nhau ông ta không nhịn được cười cậu nhóc chẳng lẽ cậu có thể phân biệt được một nắm dược liệu như vậy trong khi bị bịt mắt hay sao đúng giang thần thản nhiên nói hàn kim minh không tin ông ta nhìn câu trả lời vừa nhìn lập tức như hóa đá sau đó ông ta kêu lên đầy kinh ngạc không thể tuyệt đối không thể nào nhiều loại dược liệu như vậy thì mùi tỏa ra sẽ cực kỳ hỗn tạp sao có thể phân biệt được, chắc chắn cậu đã dở trò gian lận. Giang thần liếc ông ta một cái, nhàn nhạt nói, ông không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Đoạn sau tôi còn trả lời được nhiều nữa, theo tôi nhớ thì nhiều nhất là hơn 30 loại một lúc, để ông hoàn toàn tâm phục khẩu phục thì tự ông đi kiểm định đi. Hàn Kim Minh không tin, ông ta tự đi tới mở niêm phong đáp án và dược liệu. Sau đó xác minh từng cái một. Chính xác, chính xác. Tất cả đều chính xác. Sau khi xác minh xong, ông ta chết lặng. Trong khoảng thời gian 10 phút, Giang Thần đã phân biệt được hơn 500 loại dược liệu, tuy rằng vẫn có chút sai sót. Nhưng mấy loại trả lời sai đều không có mùi, vậy mà Giang Thần vẫn không viết sót. Áp đảo, chiến thẳng hoàn toàn áp đảo. Sắc mặt Hàn Kim Minh tái nhợt, ông ta nhìn chằm chằm Giang Thần, chuyện này là không thể, tuyệt đối không thể. Tôi biết rồi, mấy người sợ thua nên mới hợp lực lại chơi gian lận. Hàn Kim Minh, cút khỏi Trung Quốc đi. Ông không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Người như ông thật đáng kinh tởm. Từ dưới sân khấu truyền tới một tràng tiếng mắng nhiếc, chửi rủa ầm ĩ. Mọi người im lặng. Người dẫn chương trình khai hiểu đông lên tiếng. Lúc này toàn trường mới yên tĩnh trở lại. Giang Thần nhìn vẻ mặt không tin của Hàn Kim Minh, lãnh đạm nói: Tôi đã nói rồi, so tài không chỉ giới hạn trong một trận tôi cũng đã nói sau khi thua trận ông có thể chọn nội dung khác thách đấu lại, đến khi nào ông hoàn toàn tâm phục khẩu phục mới thôi. Giang thần ngầu quá, giang thần khí phách huy vũ. Chắc chắn anh ấy là chủ soái Hắc Long, người hùng trong lòng tôi. Đúng vậy, anh ấy chính là Hắc Long. Ngoại trừ Hắc Long thì cả Trung Quốc này đâu còn ai có khả năng có thực lực như này được nữa. Không ngờ Hắc Long lại đẹp trai đến vậy, nam thần của em, em yêu anh. Hắc Long hắc Long, ai lớp su Dưới sân khấu, tiếng hò reo, tiếng la hét vang lên không ngớt. Chương 299, lời đề nghị của Khai Hiểu Đông. Giang Thần đã thắng, thắng Hàn Kim Minh tự cao tự đại một cách áp đảo. Anh nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ khán giả. Lần này người dẫn chương trình không ngăn cản nữa. Tiếng hò reo kéo dài khoảng 10 phút mới dừng lại. Trên sân khấu, sắc mặt của Hàn Kim Minh âm trầm đến đáng sợ. Ông ta không tin lại có người có thể thông thạo dược liệu đến như vậy, tin chắc chính Phương Vĩnh Khát và những người khác đã hợp sức gian lận chỉ để thắng mình. Cậu nhóc, tôi muốn cùng so tài với cậu một lần nữa. Hàn Kim Minh lạnh lùng nói. Giang thần trông cực kỳ ung dung tự phụ, nói, được, muốn so cái gì cho ông chọn. Giống như tôi và Phương Vĩnh Khát, so tài điều chế thuốc độc. Lần này sẽ tăng số lượng dược liệu từ 1.000 lên 10.000 chọn ngẫu nhiên trong số 10.000 loại dược liệu để điều chế thuốc độc, khiến người kia phục hoàn toàn. Được. Giang thần không chút do dự. Đường sở sở hơi lo, cô khẽ kéo ống tay áo giang thần, thấp giọng nhắc nhở cẩn thận có bẫy. Giang thần hơi dừng lại. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu thủ đoạn đều sẽ trở nên vô dụng. Hàn Kim Minh tiếp tục nói, thời gian chế độc lần này kéo dài một tiếng, không được để người kia có thời gian quan sát chất độc mà phải đưa thẳng cho trợ lý. Giang thần sờ sờ mũi nói, bản thân tôi là trợ lý của đường sở sở nên đâu đủ tư cách để gọi người ta là trợ lý. Anh quay đầu nhìn đường sở sở, cười hỏi, thần y sở sở, lần này tôi điều chế, em thử thuốc, thế nào? Câu gọi thần y sở sở này khiến đường sở sở cảm thấy buồn cười. Cô đang định lên tiếng. Thì khai hiểu đông bỗng đứng lên tha thiết nhìn Giang thần, vẻ mặt khẩn cầu hỏi, tôi, tôi làm trợ lý của anh được không? Tôi sẽ thử thuốc độc thay anh nghe vậy giang thần liếc cô ta một cái bình tĩnh nói cô phải suy xét cho rõ ràng đây không phải trò đùa đâu không cẩn thận là cô sẽ chết đấy khai hiểu đông kiên quyết nói tôi tin anh đường sở sở ra chiều bất mãn nói mc này cô đang cướp vị trí của tôi đấy à tôi không đồng ý khai hiểu đông cười nói sở sở cô là thần y giang thần là trợ lý của cô cô chỉ cần đứng bên cạnh xem rồi chỉ bảo cho anh ấy còn chuyện nhỏ nhặt như uống thuốc độc thì cứ để tôi là được người đàn ông đẹp trai trước mặt là hắc long đây là chuyện chắc chắn mặc dù nghe đồn rằng hắc long đã chết người đồn còn là tướng quân nam hoang nhưng chưa có ai từng nhìn thấy xác của hắc long mặc dù khai hiểu đông là một ngôi sao nhưng cô ta cũng cực kỳ tôn sùng các vị anh hùng tôn sùng chiến thần bảo vệ đất nước trung quốc để có thể tiếp xúc gần với giang thần cô ta chỉ đành liều mạng đứng ra nhận việc khai hiểu đông đã nói như vậy thì đường sở sở cũng không tiện giành giật với cô ta nữa chỉ khẽ hử lạnh một tiếng hắc long được không khuôn mặt đẹp quyến rũ của khai hiểu đông mang vẻ cầu khẩn giang thần liếc nhìn đường sở sở thấy cô không nói gì mới nhẹ nhàng gật đầu được nhưng khi giải độc tôi sẽ phải dùng kim bạc mặc quần áo sẽ không tiện châm cứu nên cô thay một bộ đồ khác đi che những phần nhạy cảm lại là được ok khai hiểu đông không chút do so dự xem đến cảnh này, các anh em đang xem TV lập tức phấn khởi. Khai hiểu Đông Hiện là sao nữ xinh đẹp quyến rũ nhất Trung Quốc, hôm nay được ngắm đã con mắt rồi. Tại nơi thi đấu, dưới khán đài thậm chí còn sôi sục hơn. Trong lúc Khai hiểu Đông đi thay quần áo, Bách Thảo Đường cũng đang chuẩn bị những dược liệu cần thiết lúc thi đấu. Hơn 10.000 loại dược liệu là quá nhiều, cần chuẩn bị cả tủ đặt dược liệu vào nữa, mỗi loại một ngăn. Còn chưa kịp chuẩn bị dược liệu xong thì Khai Hiểu Đông đã thay quần áo bước lên sân khấu. Cô ta mặc một chiếc áo lót và quần lót lọt khe màu trắng, trừ những bộ phận nhạy cảm thì toàn bộ cơ thể đều lộ hết ra ngoài. Cô ta cao khoảng 1 m tám, mái tóc đen dài được búi lên để lộ vầng trán cao trắng nõn. Nước da cô ta trắng hồng non mịn, dáng người rất chuẩn, ngược tấn công mông phòng thủ chuẩn hình chữ S. Đôi chân thì vừa dài vừa thẳng tắp cô ta đứng trên sân khấu cực kỳ gây kích thích thị giác. Wow, nữ thần của tôi. Nữ thần ăn mặc gợi cảm quá, thật là xinh đẹp. Tôi đã thành fan, đã phải lòng cô sao nữ táo bạo này mất rồi. Hàng loạt tiếng xôn xao lại vang lên. Khai hiểu đông cầm micro, hơi đỏ mặt, thú thật thì tôi chưa bao giờ mặc đồ hở bạo thế này. Ngay cả lúc đóng phim đoạn thời gian trước tôi cũng chỉ để lộ lưng, nhưng vì sự sống còn của y học cổ truyền Trung Quốc, vì nền văn hiến được truyền thừa qua hàng nghìn năm của Trung Quốc, tôi đây chẳng thể thoái thác được. Xin các bạn khán giả đang xem truyền hình đừng mắng tôi là đồ vô liêm sỉ. Khai Hiểu Đông nói vậy dẫn đến một chàng cười lớn từ phía khán giả. Đường sở sở không khỏi liếc nhìn Khai Hiểu Đông. dáng người chuẩn thật, khuôn mặt cũng xinh đẹp, cô không nhịn được tự so sánh mình với Khai Hiểu Đông. Trong khi đó, khuôn mặt Hàn Kim Minh lại tối sầm hồng lãng đứng một bên nhỏ giọng nói tình hình không ổn lắm nghe đồn tên nhóc này chính là hắc long hàn kim minh trầm mặt hỏi sao có thể không phải hắc long thật bị đưa vào đồn cảnh sát rồi sao bây giờ cậu ta còn đang bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát tên nhóc này sao có thể là hắc long được tôi cũng không biết chẳng lẽ có hai hắc long có lẽ hồng lãng không biết đang xảy ra chuyện gì thật đến cả lời nói vô lý như có hai hắc long mà cũng thốt ra được hàn kim minh hít sâu một hơi nói nếu trong lần so tài vừa rồi cậu ta thực sự không gian lận cậu ta đúng thật là một hắc long thì khả năng cao chúng ta sẽ thất bại thảm hại như vậy sẽ rất bất lợi cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta nếu ông chủ trách tội hai ta chắc chắn không gánh nổi đâu ông chủ đang quan sát từ bên dưới đấy hồng lãng liếc nhìn xuống thì thấy ông chủ nhưng ông ta vẫn luôn chẳng nói chẳng rằng cũng không tỏ thái độ gì nên anh ta không biết lúc này ông chủ mình đang nghĩ gì để tôi gọi lại đến đồn cảnh sát cho chắc nói xong anh ta bỏ đi anh ta rời sân khấu vào cánh gà sau đó lấy điện thoại ra gọi cho đội trưởng đội cảnh sát đội trưởng vương giang thần có còn ở đồn cảnh sát không vẫn còn đây vừa mới thẩm vấn xong nhưng mà tên nhóc này không chịu khai báo gì cả cứ một mực nói mình bị gài nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa những chứng cứ chúng tôi có được hiện tại đã đủ để tuyên án rồi nghe vậy Hồng Lãng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lại bắt đầu thấy khó hiểu. Hai người bọn họ đều tên là Giang Thần, y thuật của Giang Thần này đáng sợ đến mức ấy sao? Suốt cuộc ai mới là Hắc Long thật sự? Anh ta bối rối. Anh ta chưa từng gặp Hắc Long bao giờ, nhưng nghe ông chủ nói Hắc Long là chồng của Đường Sở Sở. Anh ta đeo theo nỗi nghi hoặc này trở lại sân khấu, nói nhỏ, đã xác nhận Hắc Long vẫn đang ở trong đồn cảnh sát, tên nhóc này không phải hắc long, không có gì phải lo lắng. Mà đúng như ông nghĩ, tên nhóc này nhất định là người bọn họ phái ra, lát nữa thì đấu chúng ta để tâm một chút là có thể thắng. Chỉ mong là vậy. Hàn Kim Minh hít một hơi thật sâu. Bây giờ chỉ đành đi bước nào tính bước đó thôi. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua nửa tiếng. Mười nghìn loại dược liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Phía sau sân khấu là mấy cái tủ cao một mét, mỗi cái tủ đều có nhiều ngăn kéo nhỏ đựng dược liệu bên trong, phía trên thì viết tên dược liệu. Đã chuẩn bị xong dược liệu rồi. Trận đấu này rốt cuộc cũng bắt đầu rồi sao? Đến cả thần y phương cũng bị đánh bại, vậy người đàn ông tên Giang Thần, nghi là hắc Long này thực sự có thể đấu lại Hàn Kim Minh, Chủ tịch Hội Y học Trung Quốc nước Cao Ly hay không? Toàn bộ khán giả bắt đầu mong ngóng. Chờ đợi cuộc thách đấu mang tính chất sống còn này. Số lượng dược liệu từ 1.000 tăng lên đến thời gian nghiên cứu và chế tạo thuốc độc từ nửa tiếng tăng lên đến một tiếng. Thuốc độc được điều chế ra lần này tuyệt đối sẽ gây chết người, có lẽ hôm nay sẽ có người phải bỏ mạng. Trường 300 độc này không có thuốc giải. Cuộc thách đấu y thuật đỉnh cao cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Đây là cuộc chiến giành lấy quyền kế thừa cả một nền văn minh. Nếu Giang Thần thua thì bọn họ sẽ phải thừa nhận y học cổ truyền Trung Quốc có nguồn gốc từ y học cổ truyền Hàn Quốc. Hàn Kim Minh cũng có thể tận dụng cơ hội này để nêu cao nền y học Hàn Quốc. Trận thi đấu này chỉ có thể thắng, không thể thua. Người dẫn chương trình Mao Khang hỏi, hai vị đã sẵn sàng chưa? Ừm, sẵn sàng. Giang Thần và Hàn Kim Minh cùng lúc gật đầu. 3, 2, 1, bắt đầu tính giờ. Bắt đầu thi đấu, Hàn Kim Minh nhanh chóng bắt tay tìm kiếm dược liệu cần dùng, Hồng Lãng đi theo bên cạnh ông ta, hai người vừa tìm dược liệu vừa nhỏ giọng thảo luận trao đổi dược liệu lần này có rất nhiều, những hơn 10.000 loại. Như vậy có nghĩa sẽ điều chế ra được rất nhiều loại thuốc độc. Bọn họ muốn chế ra một loại thuốc cực độc, một loại khó tìm ra được thuốc giải tiêu trừ độc. Giang thần cũng đang đi loanh quanh trước tủ thuốc. Khoảng thời gian một tiếng khá dài, anh có thể làm từ từ. Chẳng mấy chốc anh đã nhìn qua một lượt hơn 10.000 loại dược liệu, biết được có những loại nào thì trong lòng anh cũng đã có ý tưởng, bắt đầu lấy thuốc. Từ từ lấy thuốc, Xay thuốc rồi điều chế thuốc. Một giờ trôi qua nhanh chóng. Hết giờ, mời hai vị dừng tay. Giọng Mao Khang vang lên. Nghe đến đây, trái tim của khán giả như treo lên cao. Đã hết giờ, thuốc độc ra lò chưa vậy. Giang thần và Hàn Kim Minh đều dừng lại. Mao Khang lại nói, mời hai vị điều chế thuốc giải. Hàn Kim Minh đứng lên nói, xin thứ lỗi, thuốc độc tôi chế tạo ra lần này không có thuốc giải, tôi không thể điều chế được thuốc giải. Hơn nữa nó có độc tính cực cao, chỉ cần uống vào thì sau một phút chất độc sẽ lan rộng ra toàn bộ cơ thể, sau ba phút là đi đời. Khán giả nghe đến đây đều lạnh cả người. Cha này chơi ác quá. Này mà là thi đấu cái nỗi gì, là đoạt mạng thì đúng hơn. Hàn Kim Minh tiếp tục nói, đây là một trận thi đấu, không phải đoạt mạng, thế nên tôi cũng không muốn các người uống thuốc độc rồi chết. Nếu các người chịu nhận thua... Thừa nhận y học cổ truyền Trung Quốc bắt nguồn từ y học cổ truyền Hàn Quốc thì trận đấu này coi như kết thúc tại đây. Tôn chỉ của y học Hàn Quốc là cứu người chứ không phải hại người. Nói xong, ông ta còn liếc mắt nhìn Giang Thần. Khai Hiểu Đông nghe ông ta nói vậy thì bắt đầu sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp tái mét. Dù yêu nước thật đấy, nhưng cô ta yêu mạng sống của chính mình hơn. Không sao. Giang Thần hơi hơi dừng lại, nói ông không cần chế thuốc giải độc, tự tôi có cách. Nói đoạn, anh lập tức đi điều chế thuốc giải cho chất độc của ông ta. Rất nhanh anh đã điều chế xong. Cậu Giang, Đường Sở Sở cũng sợ, khẽ kéo Giang thần nhỏ giọng nhắc nhở, "Đừng, đừng đấu nữa, lỡ đâu xảy ra việc ngoài ý muốn là lớn chuyện đấy." Lúc này, ngay cả người dẫn chương trình cũng im lặng. Đối mặt với Hàn Kim Minh từ cao ly, anh ta thực sự muốn Giang thần đánh bại ông ta. Nhưng chuyện sắp tới đây liên quan đến mạng sống, anh ta không dám mở lời hàn kim minh nhìn giang thần đã chế xong thuốc giải lãnh đạm nói cậu nhóc cậu phải suy nghĩ cho rõ ràng nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu giang thần nhìn khai hiểu đông đang mặc đồ lót đứng bên cạnh hỏi cô khai cô còn muốn tiếp tục không nếu không muốn thì tôi phải đổi người anh anh nắm chắc chứ khai hiểu đông hơi sợ sệt cô ta biết hàn kim minh là loại người thế nào cũng hiểu rõ thủ đoạn của ông ta ông ta nói thuốc độc không có cách giải tức là thật sự không có cách giải. Giang thần thề thốt, tôi sẽ không đem tính mạng đồng bào mình ra để đùa bỡn. Cô yên tâm, chắc chắn sẽ không sao đâu, tôi sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho cô. Đã nói đến vậy nhưng Khai Hiểu Đông vẫn còn lo lắng. Cái này, trên khuôn mặt cô ta hiện rõ sự do dự. Đây không phải trò chơi trẻ con, cô ta đang đánh cược mạng sống của chính mình. Tin tưởng giao cả mạng sống của mình cho một người không quen thân. Dưới sân khấu, rất nhiều ông lớn đang theo dõi. Lúc này tất cả bọn họ đều im lặng, không một ai đứng ra tỏ thái độ, kể cả Phương Vĩnh Cát. Ông nội, sẽ xảy ra chuyện sao? Trên mặt Phương Thốn Tâm lộ vẻ lo lắng, y thuật của Hàn Kim Minh còn hơn cả ông nội. Ông ta nói thuốc độc mình chế ra không có thuốc giải, vậy không giải được chắc rồi. Vẻ mặt Phương Vĩnh Cát nghiêm trọng, ông ta khẽ lắc đầu nói, ông không biết. Phương Thốn Tâm đề nghị, hay dừng lại đi ông? nếu có người mất mạng thì chắc chắn sẽ to chuyện đấy, vì khán giả cả nước, thậm chí cả thế giới đều đang xem phát sóng trực tiếp mà. Phương Vĩnh Cát cũng muốn kêu ngừng lắm chứ. Nhưng ông ta không dám. Vì kêu dừng đồng nghĩa với việc nhận thua, cũng thừa nhận luôn y học cổ truyền Trung Quốc bắt nguồn từ y học cổ truyền Hàn Quốc, nếu làm vậy ông ta sẽ trở thành tội đồ bị dân cả nước thoá mạ mất. Trên sân khấu, Khai Hiểu Đông do dự không thôi. Giang thần cũng hết cách, anh nhìn đường sờ sờ nói sờ sờ em đến thử thuốc cho tôi hả đường sờ sờ cũng sững sờ cái này em cô cũng sợ chết mặc dù cô tin tưởng giang thần tin tưởng hắc long nhưng hàn kim minh nói chất độc sẽ lan ra khắp cơ thể trong vòng một phút chết sau ba phút dù hắc long có tài giỏi cỡ nào anh có thể chế ra thuốc giải từ hàng chục nghìn loại dược liệu chỉ trong ba phút hay sao mà bản thân Hàn Kim Minh cũng nói chất độc này không có cách giải. Thấy đường sở sở cũng sợ hãi do dự, Giang thần cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tại sao không một ai tin anh? Chỉ là một chút chất độc còn con mà thôi, có cái gì đâu. Anh, anh thật sự là hắc long ư, khai hiểu đông hỏi lại. Cô ta muốn có được câu trả lời. Nếu đúng như vậy thì cô ta sẽ đánh cược một lần. Dù cho thua cược, cô ta sẽ mất mạng, nhưng bù lại cô ta sẽ được lưu danh ngàn đời giang thần không nói gì tại sao nhóc con ấy lại hỏi câu này chẳng lẽ cô ta muốn anh thừa nhận anh là hắc long trước mặt cả thế giới anh đến trước mặt khai hiểu đông nói nhỏ vào tai cô ta đúng vậy anh ta nói gì với khai hiểu đông vây tại sao anh ta không dám nói trước mặt mọi người nhiều người đã đặt ra nghi vấn khai hiểu đông nghe thấy lời khẳng định của giang thần bèn suy nghĩ vài giây sau đó nghiến chặt răng không ngừng đổi sắc mặt như thể cô ta sắp sửa đưa ra một quyết định trọng đại nào đó sau khoảng một phút cô ta gật đầu tôi tôi đồng ý tôi quyết định tiếp tục làm trợ lý của giang thần đồng thời hứa trước mặt tất cả mọi người nếu tôi gặp nạn thì chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến giang thần không liên quan gì đến hiệp hội y học cổ truyền trung quốc bách thảo đường bên tổ chức lần này cũng như ông hàn kim minh nói đoạn cô ta nhìn giang thần nếu tôi chết xin hãy tiến hành hỏa táng sau đó giải cho cốt của tôi ở nam hoang giang thần khẽ cười đừng lo lắng tôi đã nói rồi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu tự tìm đường chết hàn kim minh cười khinh thường nếu cậu đã tự muốn tìm chết thì đừng trách tôi mao khang hít một hơi thật sâu rồi nói nếu đã như vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi chờ đã tôi còn cần chuẩn bị một số thứ giang thần nói anh biết thực lực của hàn kim minh đến đâu thứ độc ông ta chế ra lần này chắc chắn rất đáng gờm, thế nên anh phải chuẩn bị thêm dụng cụ, nếu không sẽ không kịp giải độc. Mao Khang hỏi, thưa cậu Giang, không biết cậu cần chuẩn bị những gì? Giang thần nói, giúp tôi chuẩn bị kim bạc, cùng với rượu, bật lửa, tủ lạnh, tiến hành đông lạnh trước một ít kim bạc. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một ít bình lửa, kích cỡ lớn nhỏ đều cần, mỗi loại một ít. Giang thần báo những dụng cụ mình cần. Phía dưới sân khấu, Phương Vĩnh cắt nước nhìn Phương Thốn Tâm ngồi bên cạnh, nói cháu đi chuẩn bị ngay đi. Vâng ạ. Phương Thốn Tâm đứng dậy, tức tốc đi vào trong cánh gà để chuẩn bị những thứ mà Giang thần cần. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 300.